Từ sau rằm tháng Chạp âm lịch là thời điểm người Việt sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới về quê ăn Tết. Theo ghi nhận, trong sáng 24 tháng 1, dù vẫn chưa phải cao điểm hành khách nước ngoài về Việt Nam, nhưng lượng người đến đón người thân đã tăng cao. Khu vực sảnh chờ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc từ sáng đến tận khuya. Kéo theo đó, phương tiện ra vào sân bay cũng tăng đột biến, khiến lực lượng an ninh phải vất vả điều tiết. Một trong những nguyên nhân khiến khu vực sảnh chờ luôn đông là tình trạng một người về nhưng có quá nhiều người đến đón. Thậm chí có gia đình đi tận 8 người để đến đón người thân. Vấn đề này thì cũng hơi khó, là vì cái tâm lý thì ai cũng mong muốn là được thấy người thân nhanh nhất. Cho nên là nhiều khi do cái chuyến bay ấy, giờ nó tới nó không có được. Thành ra là mọi người ra sớm để đứng chờ người thân. Đi đông quá ra đây chờ đợi thì đúng là nó cũng gây ảnh hưởng đến nhiều vấn đề nữa. Thì cái vấn đề này thì nhiều người đến đón quá, thấy không khí rất là ngột ngạt, nóng, không có không gian để cho mọi người có thể được đón người với tâm lý thoải mái, tại vì thấy đông quá. Chứ nãy giờ ra cái góc này cho nó thoáng, cho nó dễ thoải mái, chứ đứng trong đó thì không biết không khí đó sao luôn. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày có hơn 134.000 người đi và đến sân bay, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trong những ngày tới, số lượng chuyến bay quốc tế về Tân Sơn Nhất còn tăng cao, dẫn đến nguy cơ kẹt xe, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực sân bay.